ta còn yêu, đẹp như bức tranh mời điểm màu. Phải nhạt nhòa đi chỉ khi mình chưa thấu hiểu. Quá lớn những cái tôi đã dần ghim trong những cơ hội. Nhiều lần hàn gắn lại những cung trắng thay. Thời gian dừng lại, anh sẽ mặc kệ ai đúng ai sai. Sao phải cố chấp thì hỏi đánh mất đi hết tương lai. Chẳng ai giữ lại, chẳng phải một trong hai đã phai nhòa. Hình thành những thói quen khiến yêu thương trở nên buồn vỡ. Vì yêu mà đến sao không trân trọng một nửa chân thành. Sao lại để sai trái dẫn lối đau thương hòa vào mất mát. Kiếm như nhau một chút chẳng mất một người chẳng phải đi tìm. Liệu thắng có được hạnh phúc hay trong vắng cô đơn ở lại. Liệu thắng có được hạnh phúc hay trong vắng cô đơn. Một khi mà con đã chấp nhận con Phương làm dâu trong nhà này rồi, thì con phải thương yêu, tin tưởng nó. Có như vậy thì gia đình mới vui vẻ, hạnh phúc. Con đừng có quên, cái tính đa nghi của con á đã gây ra hậu quả cho cuộc đời con như thế nào. Con nhớ chưa? Vô. Dạ. Cảm ơn chị. Mời ăn món này nè. Cảm ơn chị. Xin mời. Cảm ơn chị. Ngon quá ha. Ăn đi, ngon lắm đó. Đá thêm cho chị đi em. Ăn đi chị. Đá của chị nha. Dạ. Được quá. Cảm ơn. Cảm ơn em. Vô. Đang được ha. Dạ. Cái này ngon nè. Dạ mời anh ngon. Kêu gì đó, cứ kêu nha. Dạ. Anh chị ăn đi. Để luôn à. Mấy món ở đây vừa miệng. Ông sàm sỡ quá ông. Vui mà. Xin lỗi cô nha. Tuyết. Tuyết. Ủa gì vậy? Biết đâu. Tuyết, nói chuyện với anh một chút được không? Ông tổ này bị gì vậy? Trung, đang đâu mà? Cậu đi đâu vậy? Cậu ở đây mát kìa. Cuộc sống của em dạo này thế nào? Tại sao em lại làm ở một chỗ như vậy? Anh Toàn à, anh không cần quan tâm đến cuộc sống của em đâu. Đáng lẽ ra anh phải làm bộ như không nhìn thấy em chứ. Anh có biết là em mắc cỡ như thế nào khi để anh nhìn thấy em trong bộ dạng như thế này không? Tuyết à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Em xin lỗi anh. Em phải vào làm việc. Hãy
Em ngồi đi. Anh hẹn tôi có chuyện gì không? Em cứ uống nước đã. Nước cam không đường không đá mà em thích. Có chuyện gì anh nói đi. Một chuyện rất là quan trọng. Là chuyện gì? Ngày trước em từ chối anh để đến với thằng Toàn. Bây giờ em có thấy hối hận với sự lựa chọn của mình không? Anh hẹn tôi ra đây để nói mấy chuyện dớ dẫn này thôi hả? Tại sao tôi phải hối hận khi tôi đang rất hạnh phúc? Tôi cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện với anh đâu. Chào anh. Khoan đã. Anh có thứ này muốn cho em xem. Em xem đi. Nếu mà em không xem, em hối hận cả đời đó. Chồng 10 năm rồi. Em muốn biết sau 10 năm tình cảm anh dành cho em như thế nào? Là tình vợ chồng. Vậy trong 10 năm đó có lần nào anh phản bội em chưa? Em đã quên tất cả những gì anh nói trước khi cưới à? Như vậy có nghĩa là anh vẫn không yêu em. Khuya rồi, thôi em ngủ đi. Em không ngủ. Anh phải giải thích chuyện này rõ ràng cho em hiểu. Cô yên tâm, bệnh của cô không sao. Chỉ cần uống thuốc theo đơn là khỏi. Yên tâm nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chào cô. Chào bác sĩ. Ừ. Con ơi. Con ơi, ráng lên. Anh Toàn, có chuyện gì vậy hả? Chuyện như vậy là sao hả anh? Em à. Hả? Ai đây? Hả? Chị đừng có hiểu lầm mà. Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Lấy ra đi. Vậy là sao anh giải thích cho tôi nghe đi. Vậy là sao anh nói đi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Mẹ ơi. Anh trả lời tôi đi. Hả? Chị Hương à, anh giải thích đi. Nghe em nói đi. Chị đừng có hiểu lầm mà. Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Chị Hương, cô tránh ra. Anh trả lời tôi đi. Mẹ, con của mấy người bị như vậy là quả báo đó. Em à, con nó đau kìa. Tại sao lại như vậy hả? Tại sao lại như vậy? Anh trả lời tôi đi. Anh trả lời tôi đi. Đứng lại. Thôi, đứng lại. Đứng lại đi. Em à, đứng lại. Nói nè, bình tĩnh đi mà. Anh buông tôi ra đi. Đứng lại đi mà. Buông tôi ra. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Chúng ta sẽ giải thích cho em sau. Bây giờ lo cho con bé. Thôi đi hả? Chính mắt tôi nhìn thấy bạn còn nói cái gì nữa hả? Hai người gian díu với nhau có con với nhau nữa đúng không? Em bà, em bình tĩnh giùm anh đi. Con kia đứng lại. Ôi mà em. 10 năm qua tôi hết lòng lo cho anh, lo cho cả dòng họ nhà anh. Vậy mà anh nỡ lòng nào anh cắm sừng lên đầu tôi? Anh khốn nạn vừa thôi chứ. Con im đi. Con không im. Con xin lỗi bà. Tại vì con tức lắm. Con với anh ta đã là vợ chồng, đã có con với nhau. Vậy mà anh ta nỡ lòng nào đối xử với con như vậy chứ? Nếu mà con tiếp tục làm loạn như vậy, ba bỏ mặt tụi con đó. Còn con nữa, trước mặt vợ con có lời nào giải thích không? Dạ thưa ba. Anh im đi. Chính mắt con đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện.
Vậy mà ba cũng cho anh ta giải thích nữa hay sao? Con không muốn nghe những lời dối trá của anh ta. Con không muốn nghe gì nữa hết á. Em xin lỗi anh nha. Em sẽ bỏ qua tất cả những chuyện cũ. Mình lại vui vẻ hạnh phúc bên nhau nha anh. Anh anh làm cái gì vậy hả? Em đã cố tình hối lỗi rồi mà. Tại sao anh cố chấp quá vậy? Tại sao anh cố chấp vậy em? Anh không muốn bỏ qua tội lỗi của em hay sao? Em đã cố tình bỏ qua tất cả mọi chuyện rồi mà. Em đã hối lỗi rồi mà. Ủa, em sao vậy? Sao cái gì mà sao? Anh trả lời tôi đi. Tại sao lại như vậy chứ? Có chuyện gì tại vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Tại sao? Bà, tại, em... sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Mấy đứa, khuya rồi không để cho ai ngủ hết hả? Em xem rồi ký vô đi. Nếu đã sống không tin tưởng nhau thì sống chỉ thêm mệt mỏi nặng nề. Con trai của chúng ta lớn lên không thể nào vui vẻ khi thấy ba mẹ nó bất hòa lục đục như vậy. Anh bỏ rơi mẹ con em để anh đến với người đàn bà đó sao? Anh nói gì em cũng không có tin, cho nên em muốn nghĩ sao cũng được. Biểu em tin sao? Anh có dám thề là anh một lòng một dạ với mẹ con em không? Anh có dám thề là những lúc ở bên cạnh em anh không nghĩ đến người đàn bà đó hay không? Anh thề đi! Em quên tất cả những gì anh nói trước khi cưới rồi sao? Có những chuyện anh làm tất cả nhưng không bao giờ vừa lòng được em. Anh làm tất cả vì gia đình này trong suốt 10 năm qua, nhưng mà em làm cho anh thấy ngột ngạt khó thở. Anh không phải sống như một tù binh, đi đâu cũng có người của em theo dõi. Nếu như anh không có lỗi gì, tại sao anh phải sợ? Nếu sống không tin tưởng nhau thì sống như trong địa ngục. Ký đơn đi, đó là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai. Ký hả? Ký hả? Ký hả? Ký hả? Ký hả? Con xin lỗi ba. Sống chung với nhau mà không có lòng tin, lúc nào cũng sống trong cái nghi ngờ, nó sẽ giết chết hết mọi thứ đó con. Dạ. Muốn đánh giá một người tốt hay xấu không phải nhìn vô hoàn cảnh xuất thân để xác định con người đó được đó con ạ. Con đừng quên, ông bà nội của con đó xuất thân từ tầng lớp nào trong xã hội. Con xin lỗi ba. Đừng lo, thằng Hiển là một người nó hiểu rõ về con Nhã Phương nhất. Nó tin tưởng con bé như thế nào nó mới dám đánh cược cuộc đời của nó như vậy. Con sống con phải tin tưởng vào những điều tốt đẹp như thế nào con ạ. Dạ. Chuyện hay ho như vậy mà bây giờ tôi mới biết. Tao sẽ làm cho chuyện này càng ngày càng hấp dẫn hơn. Nè. Dạ. Huy động thêm vài người lập thêm nick ảo,
tấn công vào trang web của tập đoàn Hưng Thịnh, chủ yếu xoáy sâu vào việc yêu cầu thằng giám đốc Vinh Hiển phải từ chức. Việc nhà cũng không quản được, lấy đâu quản tới công ty. Dạ rõ, em lập tức thi hành. Vinh Hiển, Vinh Phát, hai thằng của nít tranh này, mày đặt đòi kế vị chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh. Tụi con còn xanh và non lắm, chưa tới lượt của tụi con đâu. Sao mà ngồi một mình vậy? Quy, Quy có làm gì Phương hả? Không phải tại Quy đâu, tại vì Phương sợ. Sợ? Sợ cái gì? Chuyện bữa trước đó. Chào anh. Dạ. Hàng hóa nhập kho đầy đủ hết chưa? Dạ, gạch men cao cấp cung cấp cho công trình Hoa Sen chiều nay sẽ đến à. Còn các vật liệu khác đã đến hết rồi anh Long. Sắp tới công ty của mình sẽ mở rộng thêm làm ăn, vì vậy thu nhập của cậu sẽ tăng lên. Hãy cố gắng nha. Dạ, em cảm ơn anh Long. Công ty mình sắp ký hợp đồng lớn rồi hả anh Long? Còn hơn như vậy nữa. Ồ. Trong tương lai, công ty của mình sẽ là thành viên của tập đoàn Hưng Thịnh. Công ty mình nhỏ như vậy mà được làm thành viên của tập đoàn Hưng Thịnh, anh Long đúng là giỏi thiệt. Cố gắng. Dạ, em biết rồi anh Long. Cũng như chuyện đó mà bây giờ chồng của Phương và tập đoàn của gia đình ảnh bị ảnh hưởng không hề nhỏ, cho nên Phương mới phải giữ khoảng cách với Quy như vậy đó. Quy đừng có giận Phương nha. Có gì khó khăn đâu Phương. Bây giờ mình tới quán đó xem camera là mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Khổ nổi á, là cái quán mình ngồi không có gắn camera. Mà từ tối qua tới giờ anh Hiển cũng đã đi tìm kiếm khắp nơi rồi, mà Phương sợ là không có tìm ra bằng chứng. Phương chỉ lo cho anh Hiển và cả tập đoàn vì Phương mà bị ảnh hưởng thôi. Có hy vọng rồi. Hy vọng là sao? Hôm đó Quy thấy quán có một chiếc xe có biển số xe rất là đặc biệt, mà trên chiếc xe đó có camera hành trình. Có camera? Đúng rồi. Trời, 5, 6, 7, 8, 9. Ai mà may mắn bấm được biển số xe này vậy? Mình ra trường mà mình mua một chiếc xe, không biết có bấm được biển số đẹp như vậy không ta. Có camera nữa kìa. Hai. Hello Phương. Quy. Lúc mà Quy ra về, Quy vẫn thấy chiếc xe đó nằm ở vị trí đó. Chắc chắn camera ở trên xe sẽ có hình ảnh của chúng ta. Nhưng mà bây giờ mình đi tìm chiếc xe đó ở đâu? Tìm ở đâu thì Quy không có cách tìm, nhưng mà biển số xe Quy nhớ. Hay bây giờ Phương thử nói chuyện này với anh Hiển, biết đâu anh Hiển có cách tìm. Đúng rồi, phải gọi cho anh Hiển. Ừ. Alo. Anh biết rồi. Cảm ơn nghe. Sao rồi anh? Có manh mối gì không? Có đồ em. Chứ cuộc điện thoại vừa nãy là sao? Điện thoại vừa rồi hả? Không liên quan tới chuyện đó. Nếu như mà không có manh mối gì á, thì trong cuộc họp báo chiều nay Linh em sẽ... Anh nghĩ á, mọi thứ đã sắp xếp hết rồi. Cái gì đến nó sẽ đến, là phúc hay họa, có tránh cũng không khỏi.
Em đừng quá lo lắng. Vậy anh có cần em tác động với cánh phóng viên để trong cuộc họp báo chiều nay họ không có đủ bằng chứng để buộc tội cô Phương? Anh Hiển, em nghĩ là anh nên ly hôn với cô ta đi. Mọi người sẽ ủng hộ vị trí giám đốc của anh thôi mà. Linh nè, anh cảm ơn em nhiều lắm, nhưng mà anh không cần đâu. Lời nói ra như đinh đóng cột vậy, anh sẽ không nuốt lời đâu. Cũng được, em sẽ cố gắng giúp anh hợp tác với Makio. Giữ thành tích đó cũng đủ để giữ lại vị trí giám đốc hiện nay của anh mà. Cảm ơn em nhiều lắm. Linh. Dạ. Anh nhờ em một chuyện nha. Ừ. Bây giờ em lấy giùm anh bản báo cáo doanh thu tập đoàn chúng ta trong 2 quý liền kề. Anh Hiển, giờ phút này rồi mà anh còn muốn xem báo cáo doanh thu của tập đoàn để làm gì? Khi nào xong việc á thì em sẽ đưa cho anh ha. Anh cần nó trước khi tiếp tục bàn vấn đề này. Giúp anh nha. Cảm ơn em nhiều lắm. Em biết rồi, em sẽ đi chuẩn bị cho anh. Alo, vô gặp tôi gấp. Anh gọi tôi gấp có chuyện gì không? Chuyện mà tôi với cậu đang điều tra tuyệt đối phải giữ bí mật, không được để cho người thứ ba biết, dù người đó là ai, nghe chưa? Chẳng lẽ anh nghi ngờ? Tôi sẽ kể cậu nghe sau. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta có hướng điều tra mới rồi. Tìm camera hành trình của chiếc xe này. Anh Hiện có nguy cơ phải từ chức. Sam vui quá vậy? Có sao đâu. Để ảnh nhìn rõ được ai mới là người xứng đáng với ảnh, ai mới là người thật lòng với ảnh, thì chuyện mất chức cũng đáng. Mà một người có năng lực như anh Hiển thì lo gì không có cơ hội giành lại vị trí đó. Với lại bên cạnh ảnh còn có em mà, có gì phải lo. Vậy là Linh, chuyện này là sản phẩm của em phải không? Chuyện này không phải là chuyện đang nói đùa đâu nha. Anh xin lỗi, anh đâu có ý gì đâu. Anh lúc nào cũng ủng hộ em mà. Cho dù em có làm vậy, anh cũng sẽ không bán đứng em đâu. Em biết điều đó mà, đúng không? Em đi đưa tài liệu cho anh Hiển. Cô còn dám tới đây sao? Đúng là đồ mặt dày mà. Tại sao tôi không được tới đây? Cô có biết vì cô mà tập đoàn thiệt hại biết bao nhiêu rồi không? Chiếc ghế giám đốc của anh Hiển sắp không giữ lại được nữa rồi đó. Cô đúng là cái đồ xui xẻo mà. Vẫn chưa có kết luận chính thức mà cô muốn đổ tội cho tôi rồi hả? Nếu mà anh Hiển chứng minh được tôi trong sạch thì cô sẽ phải xin lỗi tôi trước mặt tất cả mọi người. Cô cứ chống chế đi, càng dãy dụa càng thêm đau đớn. Tốt nhất á là cô nên ký vô đơn ly hôn rồi lặng lẽ rời xa cuộc đời của anh Hiển, có khi còn giữ được chút thể diện cho cô đó. Cô nghĩ vậy sao?
Cô nghĩ là anh Hiển sẽ dễ dàng để mất chiếc ghế của mình hả? Mà cho dù á, anh có rơi vào tình huống xấu nhất thì cũng tốt mà. Tôi với anh á sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau để mà chu du cùng nhau. Không phải như vậy mới là một đôi vợ chồng hạnh phúc hả? Cô bị ảo tưởng hả? Chắc cô cũng không biết, còn vài tiếng đồng hồ nữa thì số phận của cô cũng sẽ bị định đoạt. Dù muốn dù không thì cô cũng không còn cơ hội bên cạnh anh Hiển đâu. Ráng, còn mấy giờ đồng hồ nữa thôi. Mơ mộng tiếp đi em gái. Trước mặt Mỹ Linh, mình cố nói mạnh bạo vậy thôi, chứ mình lo muốn chết đi được. Rồi sẽ ra sao nếu không tìm được chiếc xe đó bây giờ? Anh Hiển ơi, tổn thất này làm sao tôi có thể bù đắp được cho anh đây? Đừng có đụng vô đồ của cô hai. Rồi cô đi đâu vậy? Kiếm tôi hả? Tôi buồn quá à, cho nên đi vòng vòng trong nhà chơi. Trời ơi, chơi đóng chơi đi lên đây chơi chi vậy? Nói nghe, cô hai cô khó tính lắm. Đồ trong phòng cổ á, mà xê dịch một cái á, là cổ cũng biết nữa. Cổ mà biết được á, cổ la tôi chết luôn á. Thôi đi xuống nhà bếp chơi với tôi đi, trên đây đâu có gì đâu chơi. Đi đi mà, nhanh lên. Tôi thấy ông Hiển cưng bà Phương dữ hả? Cái gì? Tôi thấy cậu Phát cũng cưng cô Ngọc lắm mà. Cưng gì mà cưng? Tôi thấy bà Phương mặc toàn đồ đẹp mà hả, thấy hả, cái gì cũng mắc tiền không à. Chắc là ông Hiển đưa cho bà nguyên một cái thẻ VIP không hạn mức để cho bà xài đúng không? Nói chung á, ở cái nhà này á, tôi là nhiều chuyện nhất. Nhưng mà cô Ngọc hỏi tôi mấy chuyện đó tôi không biết đâu. Nhà giàu đúng là sướng thiệt ha. Gì? Ủa, tôi nghe đâu á là cô Ngọc á nhà cũng giàu lắm mà, đúng không? Ừ thì đúng, nhưng mà sao giàu bằng cái nhà này được? Mà cô Ngọc, sao cô không lấy cái dĩa trái cây ra ngoài bàn ngồi ăn rồi đóng tủ lạnh lại? Chứ cô hai thấy là cô hai la tôi á. Không, tôi muốn đứng đây cho con tôi mát được không? Mà cô Ngọc, tôi thấy cô có bầu á mà sao không bị thai hành hả? Sắc mặt cô đâu có xuống sắc gì đâu. Hành chứ sao không, mấy tháng đầu á nó hành tôi dữ lắm, còn mấy tháng sau ăn uống ngủ nghỉ bình thường à? Ờ, hình như là cô có bầu, tôi nhớ không lầm là gần 5 tháng rồi đúng không? Ừ, là con trai, chắc là nó phá dữ lắm đúng không? Chị làm cái gì vậy? Tôi ăn kia ở trong nhà, biết tay chưa có sạch đâu mà dám đụng vô người tôi. Không biết giữ ý giữ tứ gì hết đó. Tôi chỉ muốn hỏi thôi mà. Rồi tôi coi em bé có máy mạnh không, chứ có làm gì đâu mà hung dữ như vậy. Ủa, sao kỳ vậy ta? Sao tự nhiên cô Ngọc thái độ ghê vậy? Bà coi nè, toàn những lời lẽ nặng nề về anh Hiển thôi á. Tôi thấy có lỗi với ảnh quá à. Bao nhiêu lần ảnh nhắc tôi rồi á, là không có được gần gũi, không có được thân mật với người con trai nào khác, mà tôi đâu có chịu nghe đâu. Tôi còn chửi ảnh là đồ ích kỷ, đồ khó ưa nữa. Tới bây giờ tôi mới thấy hậu quả của vấn đề này. Nhưng mà cái này có phải lỗi của bà đâu. Ráng đợi thêm một chút nữa coi làm sao. Mà người thông minh như anh Hiển chắc chắn sẽ có cách. Trinh Đăng. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy bà? Nhìn phụ coi có ai chụp lén tôi không? Nhìn đi. Có ai đâu. Gì vậy? Tôi sợ lắm. Tôi sợ người ta chụp lén tôi á, rồi ghi lên mạng với tiêu đề là
phu nhân giám đốc điều hành của tập đoàn Hưng Thịnh có quan hệ đồng giới với... Cười gì mà cười? Khùng quá à. Bà bị ám ảnh rồi đó. Có ai chụp đâu? Không có thiệt hả? Ừ. Bây giờ tôi mới hiểu được phần nào sự phức tạp của giới người giàu á. Mệt mỏi thiệt chứ, mất hết cả sự tự do. Thôi, than ngắn thở dài cũng đâu có được gì đâu. Không có giống với bà chút nào hết trơn á. Bây giờ tôi với bà nè, đi kiếm cái gì đó ngon ngon ăn đi. Mình no bụng rồi thì mình mới có sức chống lại các thế lực thù địch. Ok không? Ừ, đúng. Có thật mới giật được đạo chứ. Cái này mới giống bạn của tôi nè. Như vậy mới là nhã phương chứ. Đi. Bà khoan đã. Đi xa tôi ra. Nhỏ này, làm thấy ghê quá. Hồ sơ vay vốn của công ty Khải Lâm đã nằm hết bên cậu. Tâm sự nhờ cậu nha. Anh cứ yên tâm, lần này cũng giống như lần trước, tôi sẽ bỏ qua khâu thẩm định, đồng thời tôi sẽ nâng khống giá trị tài sản đảm bảo. Như vậy á là giúp anh hết lòng rồi đó nha. Tôi biết, tôi biết. Tôi là người rất biết điều, cho nên nếu tôi có việc công sự thì cũng sẽ nhường cậu chén súp bọt người di cá nha. Mà nè, mình còn làm ăn lâu dài, cậu đừng có để xảy ra chuyện gì bê bối đó nha. Đương nhiên rồi, chắc chắn là như vậy. Cô Phương, xin cô cho biết tại sao cô lại gian díu với người đàn ông khác khi cô đã có một người chồng khá là hoàn hảo như giám đốc Hiển đây. Cô có hối hận không khi giám đốc Vinh Hiển tuyên bố ly hôn với cô ạ? Những hình ảnh này mọi người thấy không phải là sự thật. Tôi chưa hề phản bội chồng tôi. Hình ảnh rõ ràng như vậy rồi, cô vẫn nói là không phải sự thật hả? Nếu như cô nói đó không phải sự thật, vậy cô có gì để chứng minh không? Giám đốc Vinh Hiển, vậy anh cho biết thêm về quyết định từ chức và ly hôn của mình. Anh có hối hận không khi vội vàng quyết định như vậy ạ? Giám đốc Hiển, anh nói gì đi chứ? Những tổn thất của tập đoàn Hưng Thịnh, ai sẽ là người chịu trách nhiệm mà? Giám đốc Vinh Hiển, chúng tôi đang chờ nghe câu giải thích từ anh. Không cần vội vàng vậy đâu, tôi sẽ trả lời mà, từng câu một. Đầu tiên cảm ơn hai người đã quan tâm vấn đề của chúng tôi. Nhưng mà các vị đừng vội quy chụp rằng vợ tôi là người có tội. Cẩn trọng các cách dùng từ cảm ơn. Nhân cách vợ tôi ra sao, tôi là người hiểu rõ nhất, cho nên tôi mới dám tuyên bố mạnh dạn như vậy. Còn những hình ảnh trên sẽ dễ dàng nhận thấy rằng đây là những tấm hình do một người nào đó âm mưu lựa chọn góc chụp tạo ra sự hiểu lầm. Còn thực tế là sao, mời mọi người nhìn màn hình sẽ rõ. Chị Kiên. Dạ. Đây là video được lấy ra từ một chiếc camera hành trình trong một chiếc ô tô đậu gần đó. Để chứng minh vợ tôi trong sạch, mời mọi người hãy xem thật kỹ đoạn video trên. Có video được kìa. Nhưng mà cũng khá là dài đó, khoảng 20 phút. Mọi người có thể xem thông thả một cách từ từ, hoặc vô nhanh tùy ý. Chuyện chắc không phải vậy đâu. Đúng rồi đó. Chắc không phải đâu. Anh nói quả là không sai. Con ác chủ bài này bây giờ không còn tác dụng. Mọi chuyện coi như không sao. Vậy tôi cũng an tâm. Má ơi! Má! Má ơi! Cái gì vậy? Cháy rồi hả? Trời đất ơi, bớt người ta cháy nhà. Lên dọn đồ, lên dọn đồ. Không. Cháy nhà, lên dọn đồ lẹ lên. Đâu có cháy nhà, đâu có. Chứ sao mày nói cháy cái gì? Cháy cái bụng con nè. Đói quá, có cơm chưa vậy má ơi? Nè, đại diện cho số 114, tao cảnh cáo mày, nghe chưa? Con mà la cháy nhà kiểu đó đó, người ta tới người ta tưởng cháy thiệt, mà rốt cuộc không có cháy á là con sẽ bị phạt. Mà trước khi con bị phạt á là má đánh con nghe chưa?
Làm cái gì mà la lối ông sòm à? Bà con nói xóm người ta nghe được, người ta tưởng trái thiệt rồi làm sao? Hả? Ở đâu ra mà la ông sòm vậy? Làm hết hồn à? Có ngày trái tim tao lọt ra ngoài tao chết đó. Thôi, má đâu có được chết. Má phải sống. Má sống để má chứng kiến cái sau đây nè. Mà làm gì mày la vậy hả? Thì đói bụng thôi. Con gái con lứa, học hành không lo học hành, đi về tới nhà là cái miệng quang quang, lo đói bụng đói bụng đói bụng hà. Ở đâu sẵn cơm nước ra dân cho mày ăn vậy? Thay đồ đi rồi ăn cơm. Ủa sao kêu không sẵn? Thì làm xong rồi, không có la lối ôm sòm như vậy nghe chưa? Mệt con chết hả? Thôi Tụ đi đâu vậy? Đi xuống dọn cơm. Tụ có này cho má coi nè. Không có la làng la xóm nữa à nha? Không, đảm bảo má coi xong má mê ly luôn. Ê, đừng có nói má lụm tiền nha. Má bớt thực dụng lại được không? Chứ gì. Má nhắm mắt lại đi. Trời thủ dữ rồi trời. Rủi mày đánh tao sao? Để nó lại nhắm mắt lại mà tự nhiên mở mắt ra vậy trời. Rồi. Tân 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 tân. Nhã Uyên. Điểm 10. Trời ơi, cái con mười đổ chét mà lâu lắm rồi tôi mới thấy. Trời. Mà làm cái gì vậy? Coi coi phải điểm 10 hôm hay là bị không điểm rồi lấy viết đỏ thêm cho con số 1 nữa. Trời, mà không thấy cái lời phê kế bên hả? Rất giỏi. Wow, con gái của má được điểm 10 mà được khen là rất giỏi nghe, chứ không phải là giỏi bình thường đâu à nha. Chưa chưa. Cái gì nữa? Má đọc cái lời phê bình của cô giáo dưới đây nữa đi. Chăm ngoan, tiến bộ vượt bậc. Trời ơi, con gái của tôi sao bà đã giỏi quá vậy nè. Con nói mà, con gái của má chỉ cần chịu học thôi là sẽ giỏi. Má biết mà, con gái của má giỏi mà. Xí xí mê đi, cái gì thấy ghê quá vậy má? Hùng, má hùng con gái của má chứ làm gì? Trời, hùng mà thấy ghê vậy luôn hả? Hùng cái gì? Con phải con nít đâu hùng. Hey, con đừng nói vậy nha. Con nít hay là người lớn gì là con của má. Mà hễ giỏi ngoan vậy là má thưởng à. Cho hôn cái đi. Hé. Thôi, không hôn thấy ghê quá à. Nói giỡn thôi. Cố gắng nghe chưa. Học càng giỏi như vậy đó thì má với chị hai mày á mới nở mày nở mặt với bà con lối xóm. Chị hai con mà biết được con điểm 10 ha, nó cũng mừng lắm luôn á. Má yên tâm đi, con quyết tâm rồi. Ừ. Con sẽ cố gắng học thiệt là giỏi. Ừ. Để sau này con làm trợ lý riêng cho anh Hiển, cùng anh Hiển đưa tập đoàn Hưng Thịnh đi lên. Nè, muốn làm trợ lý riêng cho anh rể á thì phải cố gắng học hành cho giỏi nha. Nhưng mà má có điều má góp ý nè. Sao con lại kêu anh Hiển? Con phải kêu là anh Hai mới đúng chứ. Má làm như hai người đó là vợ chồng thiệt chứ, chỉ là diễn kịch thôi mà. Rồi sau này xong xuôi hết hạ mạng ai về nhà nấy, chứ có phải anh Hai thiệt đâu mà gọi. Trời, biết đâu được. Bây giờ có thể là giả, nhưng mà mai mốt thương thiệt rồi làm sao? Bộ con không nghe ông bà nói hả? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, phụt cháy lên. Cháy gì nổi? Sao không nổi? Má coi bà Hai kìa, tính bà dữ như quỷ vậy. Cháy gì với bà? Thôi xàm quá, làm gì có chuyện đó. Thôi con đói rồi, ăn cơm. Ăn cơm ha, thay đồ má dẫn cơm ăn ha. Dạ. Hung cái đi. Thôi ghê quá, hối chê nha. Rồi lẹ đi xuống má dẫn cơm. Chuyện con Nhã Phương đã được minh quan. Cổ phiếu tập đoàn thì nó đã tăng vọt. Như vậy thì mọi chuyện đã ổn. Anh Hai, anh có đoán được là ai đứng đằng sau chuyện này không? Ông ngoại cũng suy nghĩ hoài. Như vậy thì đối tượng đó nhắm vào ai? Nhã Phương hay là con, hay là Hưng Thịnh? Con không biết đâu ông ngoại. Thật ra thì con nghĩ mọi chuyện đã qua hết rồi. Cho nên điều quan trọng bây giờ là con sẽ điều tra kỹ mọi thứ để không ảnh hưởng tới Hưng Thịnh. Ngoại đừng bận tâm nha. Ông ngoại, anh Hai nói đúng đó ngoại. Mấy bữa nay con thấy ngoại lo nhiều quá, con thấy xót lắm. Không mấy chuyện của tập đoàn Hưng Thịnh ngoại cứ giao lại cho anh em tụi con đi. Ngoại đừng có bận tâm gì hết, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe của ngoại. Thì ông ngoại cũng đã sắp xếp công việc, rồi sắp xếp hồ sơ. Cái ngày mà bàn giao thì cũng sắp tới rồi. Ngoại. Ha ha ha.
Tóm lại mọi chuyện là vậy. Anh nói sao? Là có người muốn hãm hại tình cảm của anh và chị dâu hả? Ừ. Nếu như mà mục đích của họ là tôi hoặc Hưng Thịnh, sẽ không có tình huống tôi nhận được tấm hình đó trước một ngày đâu. Chắc là họ thấy rằng giữa tôi và Nhã Phương không có chuyện gì xảy ra hết, cho nên họ muốn tung chiêu độc hơn. Chính vì vậy mà anh ra điều kiện ly hôn và từ chức, nếu như không chứng minh được chị dâu vô tội, đúng không? Ừ. Tôi cũng muốn xem thử sau quyết định đó ai là người nôn nóng nhất. Bây giờ anh có kết quả rồi đó. Ngoài cô Mỹ Linh ra thì không còn một ai khác muốn làm chuyện này. Tôi đã nói với anh rồi, cô Linh không phải là một người dễ dàng buông bỏ đâu. Tôi e là sau chuyện này cô còn làm chuyện điên rồ hơn nữa. Tội nghiệp chị dâu quá. Cậu kêu tôi phải làm sao đây hả? Linh là một người rất thông minh, tất cả mọi chuyện không thể chứng minh cổ là người đứng sau vụ này. Tất cả mọi thứ chỉ là suy đoán thôi. Cậu nói đi, tôi có thể làm gì hả? Chuyện mà bây giờ anh cần làm á là đề phòng cô Linh. Vậy thôi. Anh Hiển, cảm ơn anh nha. Không cần cảm ơn đâu. Thật ra người giúp tôi và cô là cậu bạn của cô đó. Biết là vậy, nhưng mà anh cũng đã bỏ rất nhiều công sức ra để mà thu thập bằng chứng. Nhưng điều quan trọng á là anh tin tưởng tôi. Tôi cũng xin lỗi anh nữa. Tôi cũng không thể ngờ là việc mình làm lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho anh và mọi người đó như vậy. Nhưng mà tôi xin hứa, từ nay á, tôi sẽ cẩn thận hơn. Tôi không có ngồi chung, tôi không có đứng kế ai nữa, kể cả là phụ nữ. Ừ, biết vậy là tốt rồi. Nè. Ừ. Anh còn gì muốn căn dặn tôi nữa không? Không. Bộ anh vẫn giận tôi hả? Cũng không. Không có giận mà sao thái độ anh? Tại vì tôi đang nghĩ tới chuyện không biết là mình có nên đòi nợ cô hay không thôi. Nợ gì? Tôi thiếu nợ anh hồi nào vậy? Vậy mà có người nói là không quỵt nợ đâu, nhưng bây giờ còn không nhớ nữa mà. Tôi nhớ rồi. Vậy bây giờ anh muốn tôi trả nợ cho anh bằng cách nào? Để tôi nghĩ đã. Tôi muốn... Muốn gì? Đẹp như bức tranh mời điểm màu, phai nhạt nhòa đi chỉ khi mình chưa thấu hiểu. Quá lớn những cái tôi đã dần ghim trong những cơ hội, nhiều lần hàn gắn lại những cung trắng thay. Thời gian dừng lại, anh sẽ mặc kệ ai đúng ai sai. Sao phải cố chấp thì hỏi đánh mất đi hết tương lai. Chẳng ai giữ lại, chẳng phải một trong hai đã phai nhòa. Hình thành những thói quen khiến yêu thương trở nên buồn vỡ. Mà đến sao không chân trọng một nửa chân thành, sao lại để sai trái dẫn lối đau thương.
mắt kiếm như nhau một chút, chẳng mất một người chẳng phải đi tìm. Liệu thắng có được hạnh phúc hay trong vắng cô đơn ở lại? Liệu thắng có được hạnh phúc hay trong vắng cô đơn?